nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác nước ngầm quá mức gây tác động tới tình trạng sụt lún và để đảm bảo sức khỏe cho người dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch thực hiện giảm khai thác sử dụng nước dưới đất, tiến hành ngừng khai thác sử dụng nước ngầm. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành giả soát hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất của các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư trên địa bàn thành phố, lập kế hoạch giảm khai thác sử dụng nước dưới đất tiến hành ngừng khai thác nước ngầm, đồng thời đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch đáp ứng yêu cầu sử dụng để thay thế. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hạn chế ngừng cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất ở trên địa bàn thành phố. Theo thống kê cho thấy, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có tới 1.920 giếng khoan nước ngầm với lưu lượng khai thác là 519.000 m khối một ngày. Nhiều chuyên gia và cơ quan nghiên cứu cho rằng khai thác nước ngầm quá mức là một trong những nguyên nhân gây ra sụt lún ở thành phố Hồ Chí Minh.